mai anh chết em có buồn không? Sao em không đến khi anh còn sống? Anh đi âm thầm giữa chiều lồng lộng phố vui có người ta đông, mà anh một bóng trong chết em khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi anh còn sống? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông, tình anh yêu đến ngập. Em ơi yêu là gì khi một người đêm ngóng chờ, ngày thương nhớ khi một người vùi đời hoa trong xót xa. Anh đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim, ôm cúi hận trong mỗi tình của đời anh. Lỡ mai anh chết em hứa gì không? Anh xin bi đá thay tên người sống, anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn anh không quá lạnh. Mai anh chết em khóc nhiều không? Sao không âu yếm khi anh còn sống? Cho anh không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn hoa sông, tình anh yêu đến. Một người đêm ngóng chờ, ngày thương nhớ khi một người vùi đời hoa trong sóng xa. Anh đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim, ôm khối hận trong mỗi tên của đời chết em hứa gì không? Anh xin vì đã thay tên người sống, anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn anh không quá lạnh. Anh xin ngôi mộ đẫm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn anh không quá lạnh. Anh xin ngôi mộ đẫm. Vâng, quý vị vừa mới được thưởng thức chất âm của cái con 0622 nhá. Con này qua nghe quá hay luôn đấy, quý vị nghe thì biết rồi. Vâng, em không phải nói nhiều đúng không? Chất âm của bọn Onkyo này thì từ xưa nay cực kỳ hay, đặc biệt là những cái dòng 062 này, 062, 052
vì đây là những cái dòng mà nó sản xuất để phục vụ cho bọn Intech 205, những cái dòng dàn rời, thớt rời, tức là tất cả các thớt từ âm ly đến CD đến MD đến equalizer đến tuner, là tất cả nó rời rạc hết. Quý vị thích 4 thớt, 5 thớt, 6 thớt, 7 thớt này, quý vị đặt là nó sản xuất. Đấy. Kể cả nó cũng vậy. Nó 062A được qua 092A được qua 052A rồi nó 032A nhé. Thì gần như là con 062A là một trong những đời rất là hay của Onkyo. Đấy. Với cái kích thước của nó này. Đấy. Con này của nó là đi chiều ngang là đi 16 cm, vâng. Chiều cao đi 28,5 cm, rất là cao to nhé. Và sâu. Con này sâu là đi 22 cm nha. Nhìn chưa, 30 là 30, đây là 2 này. 22 cm nha. Con này chạy một chép dom, một bát màng giấy gần xốp. Đường kính bên ngoài là 14,5 cm nha, và đường kính bên trong của nó đi là 12 cm, 12,5 cm. Rất chất, con này thì phải nói rằng cực kỳ chất luôn. Em mà mở cái củ trong này ra, quý vị nhìn nó là châm trồ luôn, cực khủng luôn. Đấy. Mà thôi, không có gì em phải nói bằng mồm cả nhá. Em sẽ mở cái này cho quý vị xem luôn. Em sẽ mở một cái loa ra ở trong cho quý vị nhìn xem cả phân tần, rồi là củ loa này, của tép tiếp của nó, nhìn gấu dã man luôn, nghe nhiều phê luôn nhá. Và con này giá của nó cũng mềm thôi, thì em sẽ đọc giá cuối video nhá, hoặc là em sẽ để trên tin đầu tin nếu chẳng mà em quên cái giá thì cuối video nhá. Cho con gánh mẹ đông non, cả lòng mẹ đã gánh con biến trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, quý vị vừa nghe vừa thưởng thức, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng cam, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm. Nhìn chưa, củ ấy khủng chưa, quá khủng luôn nhá. Ai cho con gánh cả đôi vai. Con này thì em phải nói rằng là không có gì để mà nói luôn, hết thuốc luôn. 9,5 cm, củ to khủng khiếp nhá. 9,5 cm là cái viền bên ngoài là 11,5 cm, quý vị thấy nó cứ khủng khiếp như nào, đúng không ạ? 9,5 cm mà viền ngoài 11,5 cm, ui giời, quá khủng. Ui, con này thôi chất quá, chất nừ luôn. Đấy, đấy là bát nhá. Tép này, tép từ kép, tép từ kép, dom nha, tép dom từ kép, tiếng của bánh mịn mượt, nghe phê luôn. Con này thì phải đặc cấp. Đây, tép từ kép nhá. Đấy, từ này cũng rất là lớn. Này em xem nào. Đây, con này từ 6,5 nhá. Này, từ bên ngoài 6,5 rồi, thấy chưa, kinh khủng nhá. Đấy, rất khủng khiếp luôn. Đây, này, mút tiêu âm này, khủng khiếp chưa. Bút tiêu âm này ở trên này nó để bảo tiêu âm này ở trên này nhá. Này, sẽ bỏ cái xốp xuống đã, không bỏ cái xốp vào đây là không nhìn được cái khủng khiếp ở trong này nhá. Đây, đây, xin mời anh em nhìn cái con phân tần ở trong. Đấy, đấy nhá. Ui giời, hai cuộn phân tần, hai cái phân tần nó hai cuộn, hai cái cuộn cảm to vất vả luôn nhá. Đấy, tụ tiếc thế, khủng khiếp chưa. Đấy,
Nhưng con này mà mang về nghe thì quá đáng tiền luôn, quá là khủng khiếp, phải nói rằng tuyệt vời nhá. Đấy, ok. À, con này giá của nó nhá, giá của nó đi là 1.490.000 đồng nhá quý vị. Đó, ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhá. Những cái đôi loài như này thì thôi, nghe nhạc vàng hết thuốc luôn. Từ những cái củ kiếp thiết kế của nó quá khủng khiếp, nặng trịch, nghe phê cực kỳ luôn. Gánh lại mẹ già để sau người gánh chính đấy nhá. Vâng, mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cho bên em qua số điện thoại là 0966594581. Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ 0966594581 và địa chỉ cửa hàng tại số 57 Nguyễn Hoàng Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Vâng, xin chào quý vị nha.